Hello cả nhà. Anh em tớ đang có mặt tại phố Giàng nha. Xuất phát từ lúc 4 giờ sáng nhưng mà do trời mưa. Đến Đoan Hùng trời mưa rất to cho nên anh em phải đợi mất tầm khoảng hơn một tiếng mới tiếp tục di chuyển. Đoàn dừng chân tại phố Giàng để uống nước. Uống nước xong đoàn di chuyển tiếp. Hello em. Đây là những chiếc xe mô tô của tôi. Đồng chí Hoàn đang ra đón đoàn. Tất cả 500 anh em. Quán cà phê. Giấu cái mặt đi nhá, người đẹp ơi. Giấu cái mặt. Cà phê. Quán rất là đẹp luôn. Quay cam trước cho nên chả biết nó là cà phê gì luôn. Cà phê Thái. Tiếng Thái. Đâu mà tháo béo cao thì khỏe lắm đi. Muốn đảo phải đâu mà tháo nó tháo rồi. Hello. Đẹp phết nhỉ, vẽ đẹp phết. Đoàn dự kiến là ăn trưa. Hoàn ơi. Ăn trưa tại khu vực nhà đồng chí Hoàn. Đây đồng chí Hoàn đây. Trưa nay đoàn sẽ ăn trưa tại nhà thằng Tây Ba Lỗ này. Ăn đi đón đoàn Văn Bản đấy. Lâm Bản à? Văn Bản. À Văn Bản. Văn Bản. Văn Bản Lào Cai. Văn Bản Lào Cai. Trưa nay sẽ ăn tại Văn Bản Lào Cai. Nơi đất quê hương của đồng chí Hoàn. Còn dự kiến là chiều nay chúng tôi sẽ có mặt tại thành phố Lào Cai và di chuyển về Sapa. 5 giờ có mặt Sapa là ok nhỉ. Được không? Bạn lại em cứ đi đường kia lại hơn. Sang tí mất tương nó ra tao rồi đi nó đẹp rồi. Tùy chú xem là nó là hợp lý thì mình di chuyển thôi. Nếu mà đi đường kia thì lại vòng ấy à? Đi đường kia là vòng sang Tân Nguyên đi cái đường mình cũng chạy ấy. Sao rồi? Sao tí? Thôi mày. Em sợ đường này đi nó còn đang căng. Nó còn đi còn còn lâu hơn rồi đi. Tùy chú xem nghiên cứu. Cái kia mai lại đi lên à? Mai là anh em về đấy, trên đấy để đi cầu kính. Thì mình đi qua luôn thì mình vào luôn. Vào luôn á? À? Vào luôn thì mai đức phải nhận không mai đi. Nhưng mà có kịp không? Kịp mới thoải mái. Nếu vào kịp thì đi luôn hôm nay. Vâng. Nhất trí, được rồi, tí mình họp thì tí. Rồi ok.